Chào mừng mọi người đến với Khoa học To Be Senior. Ở bài học ngày hôm trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái việc làm sao mình estimate một cái đầu API cũng như là từng cái đầu API đó thì mình có những cái cây unit test như thế nào để từ đó mình estimate một cái thời gian nó hợp lý. Ở bài học ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng để cho các bạn có một cái kiến thức tổng quan cũng như là các bạn tự tin trong mỗi lần phỏng vấn sắp tới thì mình sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi phỏng vấn mà mình đã từng mình hỏi cho những cái bạn ứng viên ở công ty từ cái vị trí junior senior hay là middle senior thì ngày hôm nay mình sẽ trả lời hết tất cả những cái câu hỏi như thế này thì mình hy vọng rằng sau cái buổi ngày hôm nay thì các bạn sẽ không sợ phỏng vấn nữa cũng như mình thôi mình đi làm mình rất thích phỏng vấn và mình thấy rằng mỗi lần phỏng vấn mình sẽ học mình học được một, một vài cái kiến thức gì đó mình thấy thật sự rất là hay tại vì có nhiều cái công nghệ hoặc nhiều cái trường hợp nhiều cái cây mình đã từng làm thế nhưng mà mình không hiểu tại sao và bản chất như thế nào Thế nhưng mà khi đi phỏng vấn Khi được những cái người interviewer Người ta hỏi Thì mình mới bắt đầu là mình hiểu rằng À cái mục đích khi mình làm cái này Hoặc mình khi mình ứng dụng cái này cái kia Thì mình mới hiểu được cái bản chất thật sự của nó Cho nên là mình khuyên là Nếu mà được thì các bạn cứ đi phỏng vấn thường xuyên Thứ nhất là các bạn biết rằng là Biết được là cái năng lực của mình hiện tại Ở ngoài thị trường người ta đang trả giá như thế nào Cái thứ hai là các bạn cũng biết được rằng Những cái doanh nghiệp ở bên ngoài Người ta đang làm những cái công việc gì Đấy Thì đó là cái lời khuyên của mình là Nếu mà được thì các bạn cứ thỉnh thoảng đi phỏng vấn à, Cái bài học đầu tiên và cái bài học ngày hôm nay Thì nó cách nhau một khoảng thời gian cũng khá xa Tại vì mình bận một chút việc cá nhân Thế nhưng mà bây giờ thì nó ổn rồi Và bây giờ mình sẽ cố gắng mình put nhanh Để có thể hoàn thành cái cốt 4 này à, Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay Thì cho mình nhắc lại một chút Đó là cái phần cốt về nhị phân Phân quyền nhị phân đó của cốt 3 Mình đã build xong cái sọt cốt rồi Uh, thì chỉ, bây giờ chỉ còn build uh, video nữa thôi Thì mình sẽ chảy một vài cái video của COD 4 Rồi sau đó mình sẽ comeback lại Mình hoàn thành uh, những cái bài học về phân quyền nhị phân của COD 3 Thì những cái bạn nào đang ngóng chờ Thì các bạn uh, chờ thêm một chút nữa nhé Tại vì mình nghĩ rằng nó cũng chỉ tầm 2-3 video là cùng thôi 2-3 video mỗi video tầm 1-2 tiếng Đấy nó cũng chỉ tầm đấy thôi Không quá nhiều uh, Cái nhiều ở đấy tức là triển khai nó không lâu Mà cái quan trọng là mình cố gắng mình tìm một cái cách nào đó để mình diễn giải làm sao cho các bạn thực sự hiểu à, Quan trọng là các bạn hiểu thôi Cũng giống như ngày hôm nay mình sẽ giải thích và mình trả lời tất cả những câu phỏng vấn Quan trọng là các bạn hiểu, hiểu bản chất Tại vì là mình đi phỏng vấn mình thấy rất là nhiều bạn đi làm uh, gọi là đi làm 4 năm, 5 năm cũng có Thế nhưng mà khi được hỏi một cái vấn đề thì rõ rõ ràng là các bạn đã từng làm rồi Và các bạn đã làm về cái việc đấy rồi thế nhưng mà các bạn không trả lời được Thực ra là các bạn làm theo cái kiểu là các bạn lên Google, các bạn search hoặc các bạn vào Stack Overflow hoặc là các bạn copy cái cốt cũ của một cái project cũ ở sau đó là các bạn uh, copy vào. Còn bản chất thì các bạn lại không nắm được cho nên là các bạn không nhớ. Cho nên là khi đi phỏng vấn thì các bạn lại không trả lời được. Mà nếu mà các bạn tại vì mình gặp cái câu các bạn cái câu này rất là nhiều người hay bảo này. Đó là em đã từng làm rồi, em hiểu nhưng mà em 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 không diễn đạt cho anh hiểu được. Thế thì thực ra là người ta đánh giá rằng là bạn chưa hiểu thật sự Có nghĩa là bạn đã từng làm Thế nhưng mà cái làm của các bạn nó không ở mức độ là chuyên sâu Cho nên là các bạn có hiểu Thế nhưng mà cái mức độ hiểu đó nó không thực sự ở chuyên sâu Cho nên là các bạn không thể mà gọi là lên là leader được Cho nên là cái bài học ngày hôm nay ấy là mình muốn học cái gì Mình muốn giỏi và mình muốn lên leader Thực sự là như thế Chứ không phải là uh, lấy một cái suật cốt nào đó Mình hiểu sao mình cứ thấy mình có bi đâu cho nên là những cái khóa học của mình là mình muốn đi sâu vào cái bản chất, cái thực sự mà mình hiểu và mình muốn đem cái hiểu đấy cho những cái bạn học mình để các bạn hiểu. Chứ còn mình không muốn build một cái project. Tại vì các bạn phải hiểu rằng một cái project á là các bạn không không copy được code đâu, các bạn không tận dụng nó được nhiều trong những cái dự án. Tại vì có thể là các bạn join vào một cái khóa học nào đó rồi các bạn có một cái sụt code của họ Thế nhưng mà các bạn không bao giờ copy được một cái sột một tí cốt gì từ cái project đấy vào trong cái project hiện tại mà các bạn đang làm ở công ty đâu. Tại vì mỗi người làm một kiểu khác nhau lắm. Vì mỗi người là một cái nguồn học khác nhau các bạn ạ. Cho nên là khi mình đi làm ấy, mình doi rất là nhiều công ty, rất là nhiều dự án rồi. Thì mình thấy là mỗi cái dự án người ta cốt một kiểu và mỗi cái cái cốt nó lại khác nhau. Cho nên là đương nhiên là cái cốt của họ có thể nó không hay bằng cái cách cốt của mình thì mình sẽ mình có thể là mình uh, refactor hoặc là mình cũng có thể học thêm. Thế nhưng quan trọng là mình hiểu bản chất thì từ đó là mình sẽ tự tin được. Uh, thì đây là tất cả những câu hỏi phỏng vấn mà mình đã từng dùng để mình hỏi cho những cái bạn uh, ở công ty thì mình cũng chỉ quanh quẩn như này thôi. Uh, các bạn để ý một chút là có cái ba chấm này nữa có nghĩa là gì? Mình sẽ hỏi thêm, tùy theo kiến thức của các bạn. Có nghĩa là nếu mà các bạn trả lời ok những cái điều này này, thì mình sẽ trả thêm, mình sẽ hỏi thêm một vài câu hỏi hoặc mình hỏi chuyên sâu một chút còn nếu mà các bạn trả lời không hết thì mình cũng không hỏi thêm nữa vì có thể là các bạn sẽ kiến thức của các bạn nó ở mức độ là đang trung bình thôi chưa thực sự là expert tức là chưa thực sự hiểu sâu nên là hỏi sâu vào thì sẽ hơi khó hiểu à, hơi khó hỏi khó trả lời ngày xưa khi mình đi phỏng vấn tôi mình tâm sự một chút ngày xưa khi mình đi phỏng vấn mình rất sợ những cái ông leader technical leader phỏng vấn mà mình thích phỏng vấn với vm dám chắc là nhiều bạn ở đây cũng thế tại vì phỏng vấn với vm các bạn dễ điêu lương Thế nhưng bây giờ thì mình lại cực kỳ thích phỏng vấn với technical leader, mình không phỏng vấn với BM, mình không thích. Tại vì BM họ không biết về code, chém gió được. Thế nhưng mà phỏng vấn với leader mình mới học được nhiều điều hay. Tại vì người ta sắc xét cho mình hoặc là người ta hỏi một vài câu hỏi thì mình cũng có những cái keyword nếu mình không trả lời được thì mình cũng có những cái keyword để mình có thể tự sợ hoặc là mình có thể hỏi lại người ta để mình học thêm một vài cái kiến thức thì đó là cái điều mà cực kỳ hay khi đi phỏng vấn Uh, thì sẽ vào cái câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay đó là câu hỏi về biết một cái phần cực kỳ quan trọng trong .NET các bạn đây biết uh, cái câu đầu tiên là biết là gì và cái câu đầu câu thứ hai là biết đầu order biết đồ que pipeline order các bạn Tức là thứ tự của biết trong một cái application và cái thứ ba là những cái cách để mình define Define là cái middleware tại vì cái này cực kỳ quan trọng này nhiều người không hiểu các bạn chỉ copy code từ người này sang người kia mà các bạn không hiểu về cái chuyện mà defi ra một cái middleware mà cái chân này là cực kỳ là quan trọng uhm, uh, các bạn hiểu và các bạn phải thuộc đó là đó là hai cái tiêu chí là khi mà các bạn đi học nhá và các bạn đi phỏng vấn một là các bạn hiểu và thứ hai là các bạn học thuộc thì các bạn có thể là hiểu trước thuộc sau hoặc là thuộc trước rồi sau đó các bạn hiểu sau Thế nhưng cái cuối cùng các bạn phải có được hai cái này thì các bạn đi phỏng vấn thì các bạn mới điêu được cái lương cao Cũng như là khi các bạn có được hai cái này thì các bạn mới làm leader được Được chưa? Thì các bạn phải hiểu và các bạn phải thuộc một trong hai cái đấy Đã học đến cái section nào tức là từng cái mục nào thì các bạn thuộc cái đấy và hiểu cái đấy Giống như họ học về cái JWT này được chưa? Authen, Author này Đấy các bạn phải thuộc và các bạn phải hiểu bản chất và các bạn phải thuộc. Cái cuối cùng là vẫn phải hai cái này, vừa hiểu vừa thuộc, được chưa? Vậy thì bây giờ cái middleware là gì? Nhiều lúc mình hỏi cái câu hỏi này nhiều bạn trả lời theo kiểu là uh, em hiểu và em đã từng làm nhưng mà em khó nói quá hoặc là các bạn trả lời một cách chung chung là nó nằm ở giữa cái đường ống. thực ra thì người ta hay tư dùng cái từ pipeline này, mục đích đó là cái đường ống, đường ống nước nhưng mà thực ra nó không phải đường ống nước. Tại vì các bạn hiểu cái đường ống nước là nó chỉ chạy một dòng thôi, chạy từ đầu đến cuối thôi. Đúng không ạ? chứ còn ở đây nó vừa đi nó đi xong rồi nó lại quay lại nó nó lấy lại mà à, vậy thì middleware là gì middleware mình có thể trả lời một cách đơn giản như thế này có rất là nhiều định nghĩa thế nhưng mà các bạn có thể trả lời một cách đơn giản middleware là một cái component hoặc là một phần đoàn cốt mà nó được gì nó được đặt vào trong cái application pipeline nó nó đón những cái request và những cái response để nó xử lý đấy thế thôi à, thì cái middleware pipeline order tức là thứ tự của middleware nó như thế nào thì các bạn phải hiểu nhá các bạn khi đi phỏng vấn ấy, thì thực ra là mình cũng hiểu. Và khi đi phỏng vấn ấy, thì mình cũng xem lại một lần. Đây là cái hình này. Cái hình này trên mạng các bạn lên là các bạn thấy thôi à, chứ không cần phép thiết là mình phải share hay là gì đâu, nó có đầy trên mạng rồi, nhiều lắm. Thế nhưng mà khi đi phỏng vấn thì mình cũng phải gọi là nhìn lại một lần để mình 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 hiểu chứ còn không mình không nhìn lại thì mình sẽ gọi là mình rất sẽ, sẽ, sẽ lúc mà người ta hỏi mình sẽ khó. Thế bây giờ các bạn nhìn vào đây nhá đầu tiên ấy, là request nó sẽ đi như này nó sẽ đi vào từng middleware đúng không ạ nó đi vào đó rồi đây là những cái custom sau đến endpoint endpoint ở đây là nó sẽ đi vào những cái action của cái controller api các bạn sau khi nó xử lý xong ấy, thì nó lại đi ra nó lại đi ra tuần tự được chưa cái thằng nào mà đi vào trước thì bây giờ nó lại đi ra sau nó lại đi ra như vậy cuối cùng nó trả về cho client đó, nó sẽ đi như vậy thì đó là cái middleware còn nếu mà các bạn trả, trả lời nó giống như cái đường ống nước thì nó gọi là nó nó chạy một chiều từ trên xuống dưới là thôi đúng không? Cho nó lại không có chiều chạy ngược lại. Cho nên là nó là một cái component hoặc là một đoạn code. Nó được uh, đặt trong cái application pipeline, nó đón những cái request và những cái response về nó để nó có thể xử lý những cái request và response. Được chưa? Uh, các bạn chú ý một điều này, cái middleware pipeline order này là cực kỳ là quan trọng. Các bạn hãy để ý rằng cái structure code ấy, mình luôn đặt cái exception nó làm đầu tiên. Nó nó đằng sau cái có cái gọi là cái code build các bạn thì mình phải đặt cái biết đồ web highlight này luôn Đấy, các bạn hiểu bài toán nhá mình sẽ mở một chút về cái cái code của cái phần này đây các bạn các bạn quan trọng là các bạn phải hiểu ở đây này đằng sau cái gì đằng sau cái việc mà app chấm build này để mình build là một cái application thì các bạn phải đặt ngay cái exception nó nằm ở đây này Exception, Tức exception, middleware handler các bạn, middleware handler. Tại sao nó lại đặt nằm ở đây? Tại vì các bạn nhìn vào cái order cái cái order này, này thì nó nằm ở đầu tiên đúng không ạ? Thế thì bây giờ cái câu hỏi tại sao nó lại nằm ở đầu tiên? Tại vì khi nó nằm ở đây ấy, thì nó sẽ bắt được những cái lỗi của người dùng cũng như là lỗi của hệ thống, những cái system error cũng như là lỗi của người dùng, được chưa? Các bạn nhìn này, nó sẽ nó sẽ wrap nhá, nó bọc hết tất cả những cái này lại với nhau, được chưa? cho nên là gì cho nên cái middleware que thực ra nó là một cái đoạn cốt các bạn ạ à, cái exception này này nó là một cái middleware que nó sẽ bao, bao, bao trùm như này rồi hsts nó lại nằm trong này thì mình theo mình hình dung nó sẽ kiểu như như vậy cốt nó sẽ bao trùm như vậy thì nó sẽ đi từ ngoài vào trong sau đó nó lại đi từ trong ra ngoài được chưa cái này thì thực ra là nhiều người hiểu rồi thì mình cũng muốn nhắc một chút cho những cái bạn kiến thức yếu thôi còn mình nghĩ là đến cái code 4 này rồi thì không nhất thiết là phải giải thích nó quá sâu như vậy Thế thì bây giờ quay lại cái bài toán tại sao exception handler mình đặt đầu tiên. Tại vì mình từng bảo ấy là nó bắt được cái lỗi hệ thống cũng như là lỗi của người dùng. Tại vì là các bạn sẽ chú ý này, các bạn nếu mà đặt ở bên dưới, đúng không? Các bạn đặt, ở bên dưới. Tại vì cái phần code của mình ấy, nó nằm ở đây cơ, nằm ở một là middleware custom và cái phần controller API. Thì từ controller API các bạn, API ấy, thì các bạn gọi sang application, gọi sang service rồi tọc xuống database kết nối là từ đoạn code này. Nếu mình mà không đặt exception ở nằm đầu thì nó chỉ bắt được những cái cốt của mình thôi những cái lỗi của mình thôi còn những cái lỗi của hệ thống của application thì nó không bắt được nếu mà nó không bắt được á, thì lúc này chương trình của các bạn nó sẽ bị văng luôn nó bị treo nhiều lúc có nhiều cái lỗi của hệ thống như kiểu là lỗi của server hoặc lỗi gì đấy thì nó nó sẽ bị văng cái chương trình của mình ra nó bị treo luôn cho nên là mình phải đặt đầu tiên để ngoài cái việc mà nó bắt những cái lỗi của người dùng thì nó bắt luôn được lỗi của cái hệ thống đấy, system error cho nên tại sao cái thằng exception handler đặt đầu tiên cái thứ hai là cái HSTS Thực thường thì hai cái này, này hay đi cặp với nhau Tức là một cái gọi là mình dùng trên production Là chuyện từ HTTP sang HTTPS Còn cái HSTS nó là một cái um, Nó có thể được gọi là một cái tiêu chuẩn Một cái giao thức Tức là một cái mình, uh, tức là mình nó, nó tránh được cái trường hợp là người ta tấn công bằng cái HTTPS đấy các bạn Được chưa? Thực ra mình cũng không nên tìm hiểu quá sâu về nó đâu Mà nó là một cái middleware nó khuyến nghị mình dùng Thì mình trên môi trường production thì mình yêu mình yêu cái HTS này vào mình dùng rồi mình tiếp theo là mình dùng cái static file các bạn này để mình cấp mình hỗ trợ cho mình mình hỗ trợ ở là cung cấp những cái file tính về HTML, CSS, JavaScript hoặc cái, những cái hình ảnh gì đấy tiếp tục là routing được chưa rồi C COS được chưa rồi Authent Author thực ra là hai cái này là các bạn hãy rất hay dùng này và Authent thì nó phải nằm trước Author đó, và sau đó đến những cái custom middleware của mình, mình sẽ code custom những cái middleware ở đây. Cuối cùng đi đến cái N boy là nó sẽ routing vào cái action gọi là action của controller API. Thì đây là một cái gọi là một cái hình rất là cơ bản mà hầu như là ai làm thì các bạn cũng phải thuộc. Và bình thường mình thấy rằng các bạn đi làm các bạn không để ý vì các bạn không không làm. các bạn không đứng một cái vai trò leader thì các bạn sẽ không bao giờ để ý những cái điều này. Còn khi mà các bạn để ý leader ấy, thì các bạn phải để ý muốn lên leader Tức khi mà các bạn rất muốn lên leader thì các bạn phải để ý. Tại vì là thỉnh thoảng các bạn sẽ gặp lỗi Nếu các bạn đặt sai cái vị trí Thì các bạn sẽ gặp những cái lỗi rất khó để các bạn trade Các bạn khó hiểu nó cái lỗi gì nào được chưa Ok thì đây là cái hình Thực ra đây là cái hình này cũng khá là Những cái common thôi Tiêu biểu thôi Còn cái code ở đây này Mình có copy của cái trên kia Trên Microsoft Trang Microsoft các bạn thì cái thứ tự của nó người ta khuyến nghị ấy, thì nó sẽ đi theo như thế này à, đây https xong rồi đến https redirect này static file xong static file thì lại bắt đầu có cookie nếu mà mình có xài cookie thế nhưng mà mình mình không xài thì mình bỏ đi thường thường thì cũng không bao giờ mà yêu sinh hết tất cả những này đâu được chưa red limit này thì nằm sau routing rồi sau đó là request localization đây là cái sử dụng code này các bạn share 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 domain này Authent, Author, rồi Section Rồi là cái Response Compression Cũng như là Caching Nếu mà hai cái này các bạn đặt đặt Gọi là đặt ngược nhau ấy Thì các bạn lên Google Các bạn search sẽ có một cái lỗi được chưa Và Sau đấy là đến những cái custom middleware của mình Sau đó là map vào controller API Thì đây là một cái thứ tự thì mình mình cố gắng mình 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 hiểu như này còn nếu mình mình không mình không mình không nhớ thì mình có thể bật cái hình vừa rồi để mình xem đấy được chưa các bạn hiểu rồi chưa Đấy, hình vừa rồi xem thì ít ra khi mà khi đi hỏi cái câu phỏng vấn này này thì các bạn phải trả lời được cho mình là cái exception handler nằm đầu tiên này đúng không đó rồi sau đến là gì HTTPS đúng không ạ rồi https cho môi trường production https redirection đó các bạn phải trả lời được những cái những cái cơ bản như thế rồi sau đến gì đến authent author tức là authent trước rồi author sau rồi đến custom middleware và đi vào cái endpoint đó. Thì những cái này là mình phải trả lời được Như vậy Được chưa Các bạn phải trả lời được Rồi tiếp tục đến cái phần là define một cái middleware cái này cực kỳ quan trọng này Mà nhiều người không nắm được Tại vì bình thường các bạn dùng middleware các bạn Rất ít khi dùng middleware Nếu mà các bạn không thích cái vị trí senior hay là các bạn thích cái vị trí là leader Tại vì là cái việc mà structure code là những ông leader người ta structure code rồi cho nên là người ta cũng có những cái middleware mà Mà người ta thấy rằng ok rồi thì cho nên là khi các bạn đi làm thì các bạn nhận một cái đầu API xong đó từ đầu API đó thì các bạn chỉ cốt ra những cái API sau đó là côn đến những cái application rồi những cái service rồi chọc xuống database rồi côn repository thôi chứ các bạn không động cái biết đồ quen nhiều sau đó là các bạn sẽ không nắm bắt được cái à, hiệu được cái này à, thì cũng có nhiều cách để define biết quen lắm thì mình sẽ nói qua những cái common và những cái cực kỳ hay dùng nhá Đầu tiên là các bạn sử dụng middleware bằng cách các bạn viết ngay trực tiếp trong một trong cái class program như thế này. Đây mình có viết sẵn ở đây rồi. Thì các bạn chú ý nhá, ở đây là có hai cái middleware, được chưa? Và cái app của mình khi nó chạy thì rõ ràng là đến build này thì nó sẽ chạy vào đây. Nếu có một môi trường production thì nó vào Swagger, use Swagger xong có đi dần dần như vậy. Còn nếu môi trường production thì nó thăng sử dụng cái thằng STS. Rồi mới bắt đầu để cái middleware mình đã define ở đây, được chưa? Thế thì cái middleware ở đây ấy thì nó sẽ có Các bạn chú ý nhé Nó sẽ có một cái cực kỳ quan trọng đó là cái away neck này Cái này là nó sẽ call đến middleware tiếp theo Thì middleware tiếp theo của cái thằng away neck này, này Chính là cái middleware mình đã define ở bên dưới Tức là nó sẽ chạy Code thì nó sẽ chạy tuần tử từ trên xuống dưới mà các bạn Được chưa Thế thì các bạn chú ý nhé Ở đây mình có nốt một chút rồi Đó là ở bên trên cái thằng neck Là mình gì là mình cốt những cái cốt mà trước khi request được chưa trước khi request nó đi vào những cái gì những cái biết tiếp theo thì mình sẽ handle ở đây mình cũng có thể mình có thể ride ra red bond luôn và mình sẽ dừng cái chương trình nếu mà mình không thỏa mãn một cái điều kiện nào đó và khi nó đi đến next là nó nhảy đến middleware tiếp theo được chưa còn cái phần đằng sau next ấy, thì nó là gì nó là những cái code về cho sau khi request là dành cho red bond. thế nhưng ở đây các bạn chú ý cho mình một điều cực kỳ quan trọng này là mình không ghi được phép thay đổi cái red bond này đấy không được ghi do red bond tại vì nó sẽ lỗi thì chốc nữa mình sẽ đi thì mình demo là các bạn sẽ hiểu thôi và cái cốt nó sẽ chạy như này các bạn này à, đây khi nó đi vào mít đến mid đầu đầu tiên này thì nó chạy cái cốt ở bên trên cái thằng next rồi sau đó đến thằng next thì nó lại tiếp tục đến mít đầu tiếp theo nó chạy bên trên thằng next của mid đầu tiếp theo sau đó lại vào cái thằng next này thì nó lại xuống add và nó cứ đi như vậy cho đến tận đến thằng map controller này thì nó sẽ đi nó sẽ đi vào cái controller API trong này các bạn đó đi vào trong này và khi thằng này trả về thì nó lại đi ngược quay lại nó lại đi ngược về lại từ sau sau cái next trong map của controller này rồi nó lại đi ngược lại về auto authen rồi yêu cost nó đi ngược lại như vậy và đến đây các bạn này nó lại thực hiện cái đoạn cốt này được chưa xong khi cốt đằng sau next của cái middleware này thì nó lại lên cái thằng trên nữa đấy nó lại chạy ngược về lên và nó sau cái next nó lại chạy đằng sau cái nách của thằng thằng gì thằng bên trên này thì đó là cái thứ tự của middleware mình có nốt ở đây các bạn này một thì nó đi vào cái cái khuôn này và sau đó nó nhảy đến thằng nách khi nhảy đến nách xong thì nó lại chạy đến cái phần 3 ba 3 đây là trước thằng nách nhá ở sau lại 4 đến 4 nách này là nó đến những cái middleware tiếp theo và sau đó khi nó trả về thì nó lại chạy đến thằng 5 và sau đó thì nó mới chạy đến thằng 6 và chạy trong thằng 6 này rồi thì nó lại tiếp tục lên đây các bạn đấy nó chạy lên trên những cái thằng như thế này và sau đó nó bắn ra cho client kiểu đó là middleware nó chạy tuần tự như vậy à, thì ở đây mình có demo một cái đó là mình có một cái context đây là context này chính là cái http context nha các bạn nhắc lại một chút là cái http context ấy, là nó đại diện cho cái request hiện tại đang gì đang request lên server nó là một cái class static cho nên là từ http context này các bạn có thể lấy được tất cả những cái thông tin của cái request nó mang những cái request nó mang những cái thông tin gì về header, về authent hoặc là về những cái claim những cái gì đó thì cái HTTP context này là các bạn từ nó đại diện cho cái request cho nên mình có thể lấy tất cả những cái thông tin thì các bạn chú ý ở đây này mình sẽ dùng cái HTTP context mình chấm lên cái request và mình kiểm tra cái header xem thử là nó cái tên này này nó có không nếu như cái tên này này nó không có thì mình sẽ set một cái biến nó set một cái status code là không not found và mình sẽ trả về luôn mình away một cái red là tên ID không có và mình return luôn các bạn này return luôn là sẽ không chạy đến tất cả những gì, những cái middleware tiếp theo và nó không đến được cái map controller thì rõ ràng là nó sẽ không thể nào gì, không thể nào để vào được trong này để nó xử lý. Hiểu bài toán chưa các bạn? À, hiểu một cách tuần tự nó như thế vì sẽ có ngày các bạn sẽ viết middleware rất là nhiều để mình có thể tận dụng được code và mình xử lý những cái request và response trước khi mà nó đi vào trong cái application của mình và nó chui xuống database. Vậy thì bây giờ mình sẽ chạy cái này lên nha Mình sẽ chạy lên Thì các bạn chú ý nha Nếu mình dùng Swagger Thì chắc chắn là mình không thể Mình không thể côn được đến cái API của Weather Forecast Tại vì sao Tại vì mình không có cái header tên là ID. Đấy rõ ràng Rồi ok ở đây các bạn Swagger đã lên rồi thì các bạn chú ý này nếu mà mình gì nếu mình try it out và mình skill cái ấy, thì nó cốt nó sẽ vào này các bạn nhìn này cốt nó vào tức là nó sẽ đi lần lượt lần lượt từ trên này rồi đấy rồi mới xuống đây nhá được chưa mình sẽ f10 này đó nó kiểm tra thử có cái mình có mình có cái tên này, này đi trong cái header hay không thì rõ ràng là null rồi không có gì cả thì nó sẽ set cái status code và nó trả về và nó kết thúc luôn nó không đến nó không nhảy vào đây nhá nó ra khỏi hàm này luôn các bạn này đó nó trả về cho người dùng là không tìm thấy được chưa các bạn thấy bài toán chưa uhm... đây nó không có gì cả vậy thì bây giờ mình sẽ dùng botman để mình test này khi mình dùng botman thì mình có thể add được những cái header rõ ràng được chưa mình sẽ đây đây chính là cái địa chỉ đấy các bạn mình đã có gì mình đã có một cái tên này này đi rồi được chưa mình có phách một cái gì đây các bạn cứ đặt tên bất bừa nhé tên gì cả được miễn là nó không nôn thì nó sẽ nhảy với những cái đồ ghe tiếp theo thôi các bạn nhìn này mình bắt đầu F10 này Được chưa Đó nó đang nó qua đoạn này rồi nó đi vào next Thì nó đang đến bit đầu que tiếp theo Đây đó Thế nó, nó tiếp tục next Thì nó sẽ nhảy đến tức những cái bit đầu cái tiếp theo Cho đến khi cho đến khi mà nó vào trong controller API này các bạn Đây đó Vậy vào đây rồi thì mình continue này Các bạn chú ý nhé Đó thì nó trả về cái kết quả rồi Thì đấy là cái bit đầu que nó chạy Thế nếu mà ở đây ấy, các bạn cố tình can thiệp vào cái việc mà Redbone nó trả ra, ở đây mình có một trong bộ RAM này. Thì ở đây các bạn nhìn này, mình muốn thêm một cái gì? Mình muốn thêm một cái header đằng sau cái neck này. Thế mình can thiệp vào Redbone đúng không? Mình contact, contact này chính là HTTP contact, mình chấm vào Redbone để mình thay đổi cái header, mình thêm một cái header cho cái này nữa. Như này. Thì rõ ràng nó sẽ lỗi ở đây các bạn. Các bạn sẽ F9 này. Được chưa? Mình sẽ chạy nhá. Ok mình dùng botman để mình send lại một lần nữa này mình request Tại vì phải học như cái này thì các bạn mới hiểu bản chất các bạn ạ Cho nên bây giờ mà mình cứ viết code rồi sau đó các bạn cứ copy ấy Giống như là các bạn từng dòi vào một cái project cho sau đó các bạn thấy người ta code thế các bạn cứ copy thôi Thì các bạn sẽ không hiểu bản chất Đúng không ạ Rồi Chạy vào controller API Tiếp tục trả ra như bình thường Đấy, Cái này thì 5 lần thôi nó get để nó đưa ra value đây các bạn thấy không Nó sẽ thoát khỏi gì Thoát khỏi cái thằng này Thì nó mới lên được cái thằng Đợt sau next Ở thằng bên trên Đó các bạn thấy chưa Thế nếu bây giờ mình mà F10 vắn được này Là nó lội Các bạn thấy không Nó bị lỗi rồi Nhìn vào cái này này nó lội Được chưa Thì ở đây nó có thông báo là Cái lội ở đây này Thì các bạn chú ý một chút nha Đấy các bạn có thể đọc được Đâu nhỉ Đây các bạn Cái red ball này là nó gọi là nó đã start rồi cho nên là gì cái header đó là mình chỉ đọc đọc thôi read only thôi chứ mình không được modify mình không được thêm cho nên là đó là cái điều cực kỳ quan trọng nếu các bạn dùng middleware đó là không được sửa như thế được chưa không sửa được sau này vậy thì đây là một cái đi đây là một cái defy là middleware cực kỳ là simple và khi đi làm thì cái cách này có làm nếu mà mình muốn ngắn gọn mình muốn nhanh thì mình viết luôn ở đây tức là những cái gì đơn giản thì mình viết luôn ở đây còn bình thường thì người ta sẽ tạo ra cái class đúng không ạ và bây giờ mình sẽ tạo ra hai cái class này và các bạn sẽ thấy được rằng là cái việc tạo middleware ấy, nó có những cái cách như thế nào middleware yes, vậy thì cái việc mà tạo middleware ấy, thì nó có hai cái một là cái convention base hai là cái uh, factory thì uh, cái việc mà convention base và factory ấy, thì khi nào thì mình dùng thì thực ra là dùng đối với mình nhé mình thấy dùng cái nào cũng nó cũng được nó cũng giống nhau nó cũng chẳng có gì khác nhau cả chỉ là khi mà các bạn muốn inject một cái một cái gì đó vào thì các bạn sẽ thấy được cái sự khác nhau của nó thôi thế nhưng mà không inject chỗ này thì inject chỗ khác chứ nó cũng không có gì khác nhau đâu thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái đầu tiên mà các bạn sẽ hay thấy người ta hay làm này đó là cái convention middleware đây mình đặt tên một cái class đi đây. đây là convention no middleware các bạn được chưa các bạn thấy cái cách đầu tiên người ta người ta tạo biến đổi que đó là người ta khả bao biến một cái biến private rồi có một read only sau đó là cái read, 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 read only một cái request đấy request delay này các bạn là một cái biến next đúng không đây ok và sau đó là mình DI nó trong contractor đây như thế này các bạn Read only. Thôi nó không uh, hỗ trợ Thì mình viết tay cũng được nhé Đây là một cái request Delegate Đây là một cái next Được okay. chưa uh, Ở đây viết lambda cho nó đẹp Đây next bằng next các bạn Các bạn sẽ có như thế Và sau đó là các bạn có một cái function Nó là cái thằng invoicing ấy được chưa public này async này à, một cái task và ở đây các bạn sẽ có là invo invo async các bạn chú ý viết chuẩn vào nhé thì trong này nó nhận vào một http context à, đây http context thì các bạn có thể đặt tên context hoặc http context được thường thì nó chỉ đặt context thôi cho nó ngắn gọn đó thì ở đây là quay uh, đến cái thằng next và chuyển cái context này vào thì các bạn chú ý ở đây này đó là cái thằng convention convention middleware này ấy. cái này cái này trường hợp này gọi là convention convention middleware thì cái convention middleware bản chất của nó ấy, là nó là cái nó đã, nó đi ai theo cái kiểu là singleton trong cái application đấy single singleton singleton các bạn trong cái application của các bạn tức là nó thuộc về cái application request chứ nó không phải thuộc về cái http request thì nó chỉ tạo ra một lần thôi Do đó là nếu mình có cái nhu cầu mà mình đi ai một cái DB contact Giả sử như mình sẽ có uh, đây mình, mình install về cái Entity Framework vào nhé Entity Framework Core đây Install Apply uh, Core SQL Đây các bạn apply Đây mình sẽ giả sử như vậy và bây giờ mình sẽ tạo ra một cái uh, folder tên là entity Trong này mình tạo ra một bộ đắc mình 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 bóc cấp một cái database rồi các bạn uh, cho một vài cái biến thôi tên là ID thôi vui ID và name thôi các bạn. string name. Đấy chỉ cần về thôi. Bây giờ mình sẽ có một cái application này. DB context này. Ok, application DB context thì rõ ràng nó phải kế thừa từ cái thằng DB context rồi Đấy các bạn phải làm nó nhẫn nhuyễn luôn cho nó quen đi. Đấy using này. Rồi sau đó thì generate một cái contractor đấy. Thì trong uh, um, public trong contractor này thì mình rõ ràng mình phải truyền cái thằng uh, db option đúng không? db contact option vào của cái thằng application này. db contact ok, nó là option. Và nó truyền xuống cho cái thằng uh, bay option ok. Uh, override on model. Đây, model creating. Được chưa? Trong này có cái những cái db set này. Publish db set của thằng uh, product. Đây, như này các bạn. Vậy cái quan trọng ở đây này đó là khi mà các bạn có nhu cầu mà truy xuống database Tức ở đây mình đang demo là một cái application DB context Tức là một cái DB contact. Tại vì bản chất khi các bạn DI vào trong chương trình ấy, thì cái cái database cái DB context các bạn nó inject theo kiểu là scope đúng không ạ Bây giờ mình này, mình sẽ đi làm nhanh nhá builder.service rồi add DB contact. đây các bạn bản chất nó là một scope rồi application DB contact. application DB contact Đây là một cái option này. option.use uh, các bạn, USQL đấy. Ok. Thì trong này là builder. Uh, .configuration.get connection string. Đây đây là connection string. Ở đây mình đang demo thôi chứ chẳng có API nào đâu các bạn Nhưng mà mình đang test demo như vậy Để làm gì? Để cái quan trọng ở đây là khi các bạn chú ý nhé Nếu mà mình DI vào trong Nếu mình có nhu cầu chọc xuống database làm gì đấy Nếu mình mà muốn gì? Mình muốn chọc vào database hoặc gì đó Thì mình sẽ private Bình thường mình hay làm như này đúng không? Mình sẽ private Read only Application DB Contact thì đây là cái application DB Contact các bạn DB Contact rồi sau đó là mình đi ai nó vào trong cái con tractor này các bạn rồi thế thì bây giờ giả sử như nếu trong này mình sẽ côn chúng ta mình sẽ côn chúng ta mình check if l để kiểm tra những cái gì trong cái con này nó có mang hay không để mình xử lý tại vì từ cái con này rõ ràng mình sẽ chấm vào request rồi sau đó mình sẽ chấm vào header hoặc chấm vào uh, cookie hoặc chấm vào những cái tức là mình sẽ có thể kiểm tra tất cả những cái thông tin ở đây được chưa để mình để kiểm tra rồi sau đó mình xuống database để mình so sánh if l để mình có thể là Uh, kiểm tra em thử là có được cho phép nó vào những cái middleware tiếp theo hay không? thế nhưng mà cái thằng này bản thân của nó nó là một cái scope thế nhưng cái convention middleware bản thân của nó thì nó lại là gì? nó lại là một cái singleton các bạn chú ý nhé cái này là cái cất tầm middleware đúng không nào? Thì thì mình quay lại cái này thì mình xuống dưới này này các bạn nhìn này cái chỗ một cất tầm middleware đây đây mới là cái nơi để dùng đúng không? apps. use đúng không? use một cái middleware đó như này đó như vậy là mình đã sử dụng cái middleware where của cái custom này rồi đúng không ạ mà nó nó chỉ có viết như này thôi các bạn nó chỉ có hai cách thôi một là các bạn viết ra một cái class như này trong này có cái gọi là request request get next sau đó thì mình sẽ gọi nó ở đây thì bản thân của nó các bạn nhìn nhá nó nó chỉ là một cái class cho nên mình không thể mình côn nó theo kiểu là singleton hay là ở uh, côn nó theo kiểu là scope hay là transient được tại vì nó không có interface để mình interface vì khi mà các bạn muốn côn thì các bạn sẽ có một cái interface và một cái cờ lá đúng không ạ? Cho nên là gì? Cho nên mình viết như thế này cũng được. Thế nhưng mà lúc này thì nó lại trở thành singleton. Nó inject theo kiểu singleton. Và nếu mà một cái DB context là một cái scope mà lại gì? Lại đưa nó vào trong kiểu singleton thì nó hơn thì nó sẽ lỗi. Đây mình sẽ thử nhá, product đắc một cái gì đấy. Thì nó bằng cái thằng await của thằng DB context đi. Đấy, product đắc. Chú lý đây Tức là mình viết cốt cho nó đoạn này cho nó vui thôi chứ chả có gì ở đây cả. À, bây giờ mình cứ run lên xem thử nhá. Chạy chạy xem thử này. Các bạn nhìn bài toán xem thử nó như thế nào. Thì khi mà các bạn chạy ấy, thì nó sẽ lỗi. Đây. Nó không thể region được cái một cái scope service. Trong cái root trong từ cái gọi là từ cái root provider. Các bạn thấy không? Thì vì bài toán ở đây ấy, là nó đang singleton mà mình là inject một cái gì? Inject một cái scope. Vậy thì lúc này ấy, mình không inject theo kiểu này được. Mình không inject qua contractor. Thế thì lúc này mình có thể inject nó ở dưới trong thằng invoicing này các bạn này thì mình lại invoke được. Đó là application. DB contact thì đây là tên DB contact các bạn. Đó, như này thì là ok. Đấy, như này thì lại ok, như này thì chạy bình thường Đúng không? Cho nên là nhiều người đang không hiểu thì thỉnh thoảng các bạn chạy sẽ gặp vài cái lỗi gì thôi, các bạn chú ý này đây Thế nhưng bản thân của cái thằng này nó là Singleton Được chưa? Còn cái cách thứ hai mà người, các bạn thấy thỉnh thoảng người ta lúc viết người ta viết như này, lúc người ta viết như kia Thì cái đó là hai cách, cái này là cái Convention No middleware, cái thứ hai là Factory đây mình sẽ add một cái class nữa các bạn sẽ thấy người ta lúc viết code như này, lúc viết như kia. Nó là một cái factory uh, activated middleware. Đây. Các bạn chú ý nhé, ở đây người ta lại kế thừa từ gì? Một cái interface là a uh, i middleware này. Sau đó người ta implement một cái function như thế này. Bản thân của cái này nó chỉ là một cái interface thôi các bạn ạ, thấy không? Các bạn cũng có thể tự viết ra cái interface này chứ không cần phải viết từ người ta. Miễn là gì? Trong này nó chỉ có một cái function như này Nó chả có cái gì nó cả Nó chỉ là một cái interface thôi mà Thế nhưng mà khi mà nó kết từ interface này ấy, Thì rõ ràng là nó có thể DI được Và khi, khi các, bạn, các bạn chú ý này nó không có gì nó không có inter, nó không có thằng này đấy conventional ấy nó không có nó không có interface cho nó nó không thể tự DI ai được thế nhưng mà riêng cái thằng factory này thì nó sẽ đi sẽ được đúng không ạ Vậy thì lúc này ấy, thì các bạn muốn truy cập vào cái application Debian Tech ấy, thì bằng controller ấy, thì các bạn truy cập được. Private. readonly only application Debian Tech các bạn. Đây, mình sẽ có một cái Debian Tech như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ ẩn nó vào trong cái contractor nhé. Rồi. Ờ, ở đây các bạn muốn nét nhanh giống như mình ấy, các bạn bấm control vào dấu chấm ấy, thì nó sẽ có những cái suggest thì sau đó mình sẽ dùng mũi tên rồi sau mình chọn những cái gì đấy thôi rồi sau mình enter tự gen code ra cho mình à, thì các bạn chú ý ở đây này với cái trường hợp này ấy, các bạn không cần khai báo cái gì gọi là cái request uh, re delegate vì nó sẽ có cho mình rồi được chưa nó có cho mình rồi các bạn không phải viết đương nhiên ở đây thì nó cũng giống như kia thôi away một cái thằng nách thôi và truyền truyền cái context vào phải truyền cái htv context để đến những cái middleware tiếp theo thì nó mới có cái contact cái request để diễn ra cái request đúng không ạ thế nhưng mà lúc này này các bạn muốn lấy một cái product thì có thể away được từ cái thằng db contact chấm product chấm to list async lại lấy list product lúc này nó chạy thì cực kỳ ok thế nhưng mà các bạn chú ý này khi mà các bạn có interface và có gì có các bạn khai báo như này rồi thì rõ ràng trong trong gì trong bồ ấy lúc này các bạn lại có viết theo cái kiểu là các bạn tự di được cho mình đấy, builder chấm service rồi các bạn add transient hoặc add scope add singleton gì đấy được chưa các bạn add được transient này được chưa cho nên là cái hay ở đây là gì cái hay ở đây ấy, là cái này nó chạy theo tức là nó sẽ kích hoạt theo mỗi cái gì quét nó tới nó nó lúc này nó thuộc về cái transient rồi được chưa thì đây add một cái transient này của cái thằng là factory đây middleware đây các bạn ở sau đó xuống dưới này thì mình mới ừ. bắt đầu gọi là mình mới bắt đầu mình use cũng nó cũng là cái một cái custom đúng không thì nó nằm ở phần custom này này app chấm use một cái middleware của cái thằng factory đây các bạn đây được chưa? Thì nó có hai cách là một cái convention, convention base và cái hai là factory, à chưa? Factory base, convention base và factory. Thì có hai cách đấy để define. Vậy thì với cái trường hợp này bây giờ mình chạy lên các bạn nhìn nhá, mình nếu nếu mình khai báo như này và mình DI vào trong constructor thì mình sẽ không bị cái lỗi gì cả, vì rõ ràng là thằng này nó là một cái gì? Một cái transient rồi. Thằng này là scope rồi thì nó có thể DI qua constructor thoải mái. Và thằng này nó sẽ chạy theo kiểu là transient. Vậy thì khi mà đến đây thì các bạn sẽ hay đặt cái câu hỏi thế cái nào nó tốt hơn này dùng cái nào hơn đúng không ạ Các bạn nhìn này vẫn chạy lên bình thường được chưa Thế thì dùng cái nào hơn thì thực ra là dùng cái nào thì đối với mình ấy, thì mình thấy dùng cái nào cũng được thế nhưng mà nếu mà các bạn dùng cái trường hợp này này thì nó hay cái chỗ là gì các bạn không phải nhớ nhưng nó, nó có cái gọi là cái strong typing các bạn có nghĩa là các bạn không 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 cần các bạn sẽ không viết sai những cái function này hoặc truyền sai những cái tham số này mà các bạn có middleware sẵn đây rồi thì nó có một cái interface mà nên mình override cái nó có thế nhưng mà khi viết theo kiểu này thì đương nhiên là trong này các bạn phải nhớ một điều đó là các bạn phải uh, DI nhé nhá Đấy, các bạn phải DI được chưa rồi sau đó yêu nó giống như cái thằng này thì nó thêm nó có một bước nữa thôi là yêu cho nên là khi các bạn đi phỏng vấn mình cũng hay hỏi các bạn là có bao nhiêu cách để mình define ra một cái middleware cũng như là bây giờ mà cái middleware đấy thì mình cũng có hỏi là cái middleware đấy nó chạy theo kiểu là singleton hay là transient thì nhiều bản không hiểu các, tức là các bạn biết middleware và các bạn đã từng làm các bạn copy code được thế nhưng mà khi mà mình hỏi như thế thì các bạn lại không nắm được các bạn không trả lời được là cái middleware đấy nó nó chạy như thế nào thì đây là cái câu hỏi đầu tiên về cái middleware nha các bạn à, còn cái qua những cái câu hỏi tiếp theo này qua câu hỏi thứ hai này đó là cái câu hỏi mình hay hỏi các bạn Đó là về cái repository và unit of work Thì mình hỏi cái câu hỏi này Rất nhiều bạn trả lời rất mông lung Các bạn trả lời theo kiểu là uh, Middleware Tức là một cái unit of work ấy, Repository unit of work ấy, Nó là cái cốt cho một cái bảng Có thêm xóa sửa gì gì đấy Các bạn trả lời một cách đó, nó, nó mông lung Mà cái bản chất Mà cái thực sự người ta hỏi ở đây ấy, Là người ta hiểu, hỏi Các bạn có hiểu bản chất của cái Cái tình đấy không thôi Tức là gì repository và unit work. các bạn có hiểu cái, cái, cái bản chất của nó không thôi. Vậy thì cái cái thực sự của cái design Button này là gì? Chừng cái repository nó bản chất của nó là một cái tầng nó nằm giữa gì? Nó chia tách cái tầng data access layer và cái tầng business logic. Để làm gì? Để là khi mình có nhu cầu mình thay đổi cái tầng ở bên dưới, cái tầng data access mình thay đổi về database, mình thay đổi về về những cái công nghệ hoặc những cái gì đó thì mình không phải sửa lại cái việc code ở trên cái tầng application tầng mà application tức là tầng business logic các bạn tại vì các bạn chú ý trong cái mô trường trong cái mô hình của clean Architecture ấy thì mình có cái tầng application này là trong này là nó handle những cái use case đúng không ạ use case được rồi. còn cho dù là các bạn không xài CQS ấy, thì mình dám chắc là mình cũng có một cái application thì trong này nó sẽ có một cái folder hay một cái tầng nó gọi tên là service trong service này hoặc trong cái UK này, handler của CQWS thì nó đều DI gì? Nó đều DI cái thằng uh, cái repository. Đương nhiên rõ ràng, bên dưới này thế nó cũng DI cái thằng repository vào trong constructor đúng không ạ Repository để mình gì? Để nó handle. Còn có nhiều người người ta không làm như này mà người ta DI luôn cả cái thằng DB tách đúng không ạ? Thì cái trường hợp này mình đã nói rất nhiều nhá, không nên như này. Đúng không ạ? nó không nên Tại vì rõ ràng khi mình thay đổi thì mình thay đổi rất nhiều và cái thằng DB Contact này Là nó Define ở một chỗ khác, nó Define ở Ở trong gì, trong cái thằng uh, Infrastructure Và rõ ràng application Cái rule của Clean IT Teacher Là application không được phép reference tới thằng Infrastructure Thằng Bursitting Thế là Infrastructure các bạn nhưng mà Khi mà đi là vào những cái dự án thực tế Thì người ta chia thêm một cái lớp là trước Thay cho cái Infrastructure Tức là persistent. Thì hai cái project này nó không được reference tới nhau Do đó là gì Do đó là nó không được chọc thẳng cái thằng application DB các bạn Được chưa Tên đầy đủ nó trong mỗi dự án Nó tên là sẽ là application DB Đấy nó sẽ là như vậy Thì nó không được phép reference như thế Đó là cái ru của clean nhé chờ là một Cái thứ hai là gì Cái thứ hai giống như mình đã từng nói rồi Thì lúc này nó sẽ không được thống nhất Nó không được thống nhất Thống nhất ở đây là gì đó là giả sử như các bạn muốn tìm ra một cái Product hoặc một cái application gì, gì, đó thì các bạn có thể từ db còn đúng không ạ các bạn có thể chấm first or default Đấy. first or default hoặc có người thì dùng ấy sinh có người không dùng ấy sinh first or default ấy sinh Đấy. tùy tùy người dùng người không rồi single single or default rồi single or default ấy thì lúc đó nó các bạn thấy không có tận bốn cái function thì bây giờ nếu mà một người nào đó mà do mới vào choi vào cốt người ta không thể hiểu tại vì người ta không hiểu quá sâu đâu không người ta không hiểu bản chất đâu có thể người ta học trên youtube hoặc người ta biết đâu đó thì người ta à vẫn cứ lấy ra được mà thì người ta lấy bình thường thôi đơn giản nói với đến cái vấn đề mà lưu dữ liệu xuống đó, thì rõ ràng là các bạn có thể là db còn đúng không ạ chấm gì chấm ship trên một cái thứ hai là gì ship trên này thì hai cái này cũng đều lưu xuống database mà nó không có lỗi đâu các bạn ạ nó không bao giờ sinh ra lỗi nó không có lỗi tại vì sao nó vẫn chạy chúng ta bay để nó lưu và nó nếu mà ấy sinh với không ấy sinh ấy thì nó khác nhau cái chỗ là nó giải phóng cái tài nguyên để nó đón những cái request tới còn nếu không ấy sinh nó đồng bộ thì nó thì nó cái request tức là cái gì cái thread đấy nó chờ chứ nó không nó không có lỗi thì rõ ràng là nó không bao giờ bị lỗi cho nên lúc người ta cốt này lúc người ta cốt kia thì về cái cốt đinh convention nó đã không theo cái nguyên tắc rồi và nó không thống nhất được chưa tức là mình sẽ khai báo ra những cái gì đấy và mình có thể re-use lại được chứ không phải là mình cứ viết code nó linh tinh cho nên là mình khuyến nghị là không xài DI theo kiểu này nhá được chưa các bạn hiểu bài toán chưa các bạn đã hiểu về repository repository chưa đó thì đó là cái bản chất của repository button còn cái unit của work button là gì nhiều người cũng hay trả lời theo cái một kiểu cách hiểu là uh, các bạn uh, đọc khái niệm ở trên mạng thôi có nghĩa là nó đảm bảo cái transaction thực chất bản chất ấy, trong cái unit work nó chỉ có một cái function là xếp chain hoặc trên chain async thôi các bạn nó không có function gì khác shape chain hoặc shape chain async thôi nó chỉ có function này thôi vậy thì mình có thể mình không cần dùng nó cũng được mà thế nhưng mà cái hay ở đây ấy, là mình có thể gì mình có thứ nhất là mình có thể unit test cho cái trường hợp này nó dễ dàng này cái thứ hai là cái tên của nó 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 nên mình full unit work có nghĩa là sau khi mình làm xong rồi thì mình mới gì thì mình dưới côn đến cái thằng xếp uh, trên chain async này được chưa Um, cái thứ ba đó, đó. cái thứ ba á, cái quan trọng khi mà dùng YouTube Work á, là mình sẽ mình sẽ dễ dàng để mình define ra những cái cốt gì những cái cốt trước khi mà mình submit xuống uh, database đó là dành cho cái trường hợp rồi dành cho những cái trường audit audit field các bạn à, audit được chưa tức là curated by curated date updated by updated date tức là những cái trường như vậy cũng như là các bạn có thể handle được cái trường hợp Soft delete hoặc những cái trường hợp gì đó tức là mình sẽ xử lý những cái cây trước khi mà mình chép trên xuống database thì mục đích của unit work nó sinh ra nó là như vậy thì các bạn bây giờ đã hiểu về repository và unit work chưa thay vì các bạn trả lời nó là một cái class một cái thầy bồ nó có một cái class thì đó là các bạn đang đang mường tượng trong cái gì trong cái cốt rồi còn bây giờ mình đứng lên một cái tầm cao hơn để mình hiểu được cái ý nghĩa còn cái cốt của nó thì nó chẳng có gì đâu nó cực kỳ đơn giản các bạn có thể vào cái số cốt của mình các bạn lấy cũng được khi mà các bạn học xong có rất là nhiều số cốt Ờ uh, thì mình sẽ trả lời lần lượt những cái gì những cái câu hỏi này vào những cái buổi học tiếp theo nha các bạn vì mình sẽ cố gắng mình chạy hết tất cả những câu hỏi như thế này và mình dạy cho các bạn hiểu được cái bản chất tức là những cái các bạn hiểu những cái mình hiểu và mình muốn đưa đến cho các bạn hiểu chứ thay vì là các bạn có những cái cốt bình thường bình dị và sau các bạn cứ copy vào thì thực ra nó không nó không minh nó không giúp các bạn mà tăng được kiến thức đâu tại vì ngày xưa mình có roi một vài khóa học mà nói thật với các bạn là mình học xong mình không biết là mình học được cái gì, có nghĩa là người ta cốt, sau đó người ta cứ nói và người ta cốt, chứ người ta không giải thích, người ta không giải thích, do đó là gì, do đó là mình không hiểu được bản chất, thế mình cứ copy nếu mà cần, nếu mà copy được cốt của người ta thì mình copy cốt còn không thì thôi, cho nên là thực sự học như thế mình thấy nó không hữu ích, cho nên là lý do tại sao mình lại muốn dạy sâu hơn cái về cái hiểu về cái việc DI, cái việc uh, Transition hay là việc uh, À, tiền ở đây thì cái phần này cũng đang rất là nhỏ thì mình cũng nhắc đến luôn đó có việc về service life time, service gọi là service life cycle đấy các bạn. thì ở đây rõ ràng thì nó sẽ có ba cái mà cái này hầu như là ai cũng thuộc, mình chám chắc là đi vòng vấn ai cũng thuộc ai cũng trả lời được. đó là về cái singleton này, singleton, transient đúng không ạ, transient và scope được chưa? Uh, uh, singleton thì nó thuộc về cái application application request các bạn hiểu nhá application request có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó thuộc về cái application thì khi nào stop cái application thì cái vùng nhớ nó mới giải phóng. Các bạn phải um, cố gắng nói cho cái ông phỏng vấn các bạn hiểu rằng là gì? Cái việc những cái này nó thực sự là đơn giản và nó mục đích của nó ấy, là nó đến cái việc là mình tối ưu cái tài nguyên tức là những cái gì mà mình có thể sử dụng được thì mình sử dụng luôn thay vì mình tạo ra một cái biến khác mà nó giống nó giống nhau nó giống như cái việc là các bạn chú ý nhé trong một cái gì trong một cái mình khai báo một cái biến va a bằng 5 đi được chưa thì rõ ràng là mình có thể dùng cái a bằng 5 này trong những cái bài toán thì mình có thể dùng luôn chứ không thể là mình vừa a bằng 5 lại b lại bằng 5 rồi lại va một cái c bằng 5 trong trong một cái bài toán khác rõ ràng là gì rõ ràng mình có thể sử dụng lại mà mình đâu cần phải khai báo nhiều như này cho nên là cái mục đích của cái cái um, DI này á, cái service lifetime này, life Cycle này á thì nó mục đích là gọi là resource utilization. Có nghĩa là nếu mình không dùng nữa thì mình phải mình gọi là mình báo cho cái garbage collection trong cái ứng dụng ứng dụng mình để nó giải phóng những cái tài nguyên này đi. Còn nếu mà mình mình dùng mà mình tận dụng lại được, mình share được, nhưng mình share được cái tài nguyên thì mình thì mình sẽ cố gắng mình share. Từ đó thì mình sẽ gọi là tiết kiệm được cái chi phí trong cái việc mà mình khởi tạo ra mình lại xóa trong khi đó mình có thể sử dụng được thì ở đây singleton đấy đơn giản đấy là nó gì nó thuộc về các application request do đó gì do, do, do đó nó sẽ, sẽ tồn tại xuyên suốt cái application của mình từ lúc mà cái uh, uh, application Pool trong cái IIS nó start thì nó đã khởi tạo rồi được chưa cái thứ hai là cái scope các bạn scope mình nên đặt trước chứ vì nó theo cái phân vùng scope có nghĩa là gì có nghĩa là nó sẽ chia sẻ tài nguyên trong trong một cái http request đấy, các bạn đang hiểu như vậy các bạn có nhớ lại lúc nãy mình nói không? Có cái thằng HTTP context ấy. Trong cái .NET nó có cái HTTP context, nó là một cái class static và nó đại diện cho cái gì? Nó đại diện cho cái request hiện tại đang chọn lên server. Vậy thì từ cái HTTP context này mình vào được những cái request để mình lấy được những thông tin. Vậy thì cái scope này là gì? Scope này chính là nó sẽ chia sẻ tài nguyên cho nhau, nhau trong gì? Trong một cái HTTP context trong một cái HTTP request giống như cái bài toán lúc nãy các bạn nhìn trong cái middleware này nhá đây Uh, đây cot 4 uh, các bạn nhìn ở đây này mình đã gì mình đã yêu cái gì cái thằng conventional trước cái thằng factory mà các bạn chú ý ở đây nhé rõ ràng trong conventional này mình cũng có inject cái thằng application DB on tech được chưa và trong cái thằng factory này mình cũng có inject cái thằng gì application DB on tech mà hai cái bit que này nó chạy tuần tử nó sẽ chạy thằng này trước đúng không nào nó chạy thằng này trước và sau đó lên thằng next thì nó next thì nó lại nhảy tiếp tục vào thằng factory ở nó chạy trước thằng next này Vậy thì cái lúc này ấy, cái application deviant text này Bản chất nó là scope Thì nó nó không new mới một đối tượng đâu các bạn Mà nó chỉ new một lần gì Nó chỉ new một lần lúc đầu tiên ở đây thôi Nó gặp này thôi Và sau đó sau đó cái thằng dưới này nó sử dụng lại Nó sử dụng lại được Được chưa? Đó là về cái việc khai báo scope Trong một cái trong một cái request byline như vậy Thì nó sẽ chia sẻ tài nguyên trong một cái HTTP request Còn cái thằng transition này là gì? Có nghĩa bốn lần gặp thì nó nêu ra một đối tượng luôn trong một cái HTTP request mỗi lần gặp thì nó nêu ra một cái đối tượng mới được chưa các bạn hiểu bài toán chưa còn khi mà người ta hỏi là có có inject được cái scope vào trong singleton hay không hay là nếu mà inject scope vào trong singleton thì nó như thế nào thì thì, thì các bạn cứ bảo xin thưa luôn là không được em đã thử rồi nó lỗi thì các bạn lấy luôn bảo rằng em đã đi ai cái gì cái application DB contact này vào trong một cái middleware của thuộc cái kiểu là convention convention based middleware thì mình đi ai vào contractor thì rõ ràng là không không đi được mà lúc này mình chỉ có thể đi ai qua cái function này thôi khi nào nó call đến request function này thì nó viết ra còn nếu mà đi ai contractor thì nó không đi được vì cái thằng này đang là singleton Và thằng này là scope à, ngày xưa mình hay bị nhầm lẫn đó là cái việc là mình mình bảo rằng là khi mà mình đi một cái scope vào trong singleton thì nó sẽ trở thành singleton nhưng mà không phải nó lỗi luôn các bạn ạ nó bị lỗi nó không đi được như thế chương trình nó văng lỗi luôn thì cái trường hợp này nó xảy ra ở hai cái một là các bạn đưa nó vào trong cái scope giống như mình cái trường hợp thứ hai là các bạn dùng nó ở trong cái thằng một cái background job tức là một cái job thì nó chạy theo kiểu sinh tức là nó đi ai cho vào trong hệ thống của mình là nó đi ai theo kiểu là singleton để làm gì để nó cứ chạy đi nó chạy theo một cái vòng lặp các bạn cứ trong một khoảng thời gian nào đó thì nó sẽ repeat lại thì không thể mà mình giải phóng nó xong mình lại khởi tạo lại đối tượng cho cái job đấy cho nên là nó đăng ký singleton thì nó chính xác là nó giống như cái trường hợp này, nó chính xác giống như cái trường hợp mà mình đã đặt ở đây là conventional. Cho cái job nó cũng chạy cũng kiểu như vậy. Mà trong cái job này mình muốn sử dụng cái application db Contact. thì lúc này ấy, các bạn phải sử dụng cái scope provider. Được chưa? Cái define ra cái này một cái scope provider. Thì để mình đây làm gì? Để mình khai báo ra một mình get một instance của thằng application db Contact để từ đó gì để từ đó mình mình có một cái ngoặc nhỏ các bạn các bạn dùng xong các bạn giải phóng luôn được chưa um, service provider ở đây mình uh, mở một đoạn code nào đấy để cho các bạn dễ hình dung nhé các bạn nhìn uh, phần ở uh, à, đây mình chưa bật authen autho demo ci cd Is các bạn có thể học chậm, thế nhưng mà các bạn không nên học mà gọi là bị mất kiến thức. Cả vì <laughs> các bạn bị học kiến thức là các bạn rất khó các bạn học lại, cho nên là các bạn học hiểu sâu như này này thì các bạn thấy nó hay thì các bạn mới lên lên được leader, còn không các bạn đi làm 3 4 năm thì các bạn cũng rất khó để mà lên được leader lắm. Ở à đây nha, mình có một cái đoạn code đây các bạn nhìn này. Đúng không? Nếu mà nó trong một cái application, tức là trong một cái application request, tức là một, nó là singleton các bạn thì các bạn sẽ dùng cái gì dùng cái app của mình này để các bạn chấm vào cái service để tạo ra một cái scope một cái scope và từ cái scope này các bạn đi vào scope provider các bạn get application đi on tech ra cái mục đích của cái này là gì là nó sẽ cái những cái code mà trong cái dấu ngoặc này này trong cái block này, này thì nó ra khỏi cái dấu ngoặc này thì nó sẽ release rồi nó sẽ giải phóng hết tất cả những cái gì mình mình khai báo ở trong cái dấu ngoặc đó thì nó sẽ release nó sẽ giải phóng hết tất cả những cái gì mình mình khai báo ở trong cái dấu ngoặc này using này, được chưa? Cho nên là tại sao mình dùng cái này trong cái gì? Trong cái job để mình gì? Để mình handle cái trường hợp là cái DB context tức là một cái scope vào trong một cái singleton. Các bạn hiểu bài toán chưa? Thì đây là cái câu hỏi về cái uh, design pattern đó là dependency inversion, tức là cái uh, cái dependency inversion các bạn, đó là một cái cũng là một design pattern, được chưa? Thì ở đây ngày hôm nay thì mình đã giải thích cho các bạn hiểu về cái middleware Cũng như là về cái dependency inversion Mình hi vọng rằng các bạn cố gắng các bạn học sâu giống như mình như vậy Và mình sẽ cố gắng mình truyền tải những cái kiến thức của mình Thay vì mình build một cái project Đương nhiên là cái phần cuối của cái khoa học này thì mình sẽ build những cái project Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn nên học những cái điều này hơn Nó hay hơn rất là nhiều Tại vì cái code mình copy được thì rất là hiếm Thế nhưng mà kiến thức mình học được thì nó lại rất là hay cảm ơn tất cả mọi người chúc mọi người học tốt